Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món tàu hũ trân châu. Tàu hũ trân châu đường đen. Món này đang khá là hot, rất là dễ làm mà ăn là rất là ngon. Là một món ăn vặt rất là hấp dẫn. Ở đây mình có 100g đậu nành nè, ngâm nở rất là to, đã được rửa sạch rồi. Trân châu đông lạnh, một ít đường nâu, đường trắng, một ít gelatin và sữa tươi, như vậy thôi. Đậu nành mình đã ngâm nở rồi nè, ngâm qua đêm. Đậu nành mình phải ngâm cho nó nở to ra như thế này, khoảng chừng 6 đến 8 tiếng. Các bạn có thể bóc vỏ hoặc là không. Còn đây là trân châu đông lạnh. Trân châu này là hôm trước mình làm cái clip trân châu đó các bạn. Mình cho vào ngăn đá, bây giờ mình lấy ra để mình làm tàu hũ. Rất là tiện, để rã đông bình thường. Cái hạt trân châu nó nhỏ cho nên là rã đông rất là nhanh. Rồi mình chỉ việc luộc lên thôi. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đậu nành sau khi ngâm nở rồi mình sẽ rửa sạch, rồi đem đi xay. 100g đậu nành này mình sẽ xay với 300ml nước. Cho nước vào, xay nhuyễn nha. Rồi mình lọc qua một lần và thêm 300ml nước nữa và lọc lại lần thứ hai. Và bỏ sát đi. Bạn nào kỹ thì mình lọc hai lần, còn không thì một lần cũng được. Mình lọc một lần với 600ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái sữa đậu nành này đi nấu. Mình nấu cái này thì là nấu sữa đậu nành thôi. Mình có rất là nhiều video nấu sữa đậu nành rồi, nên mình sẽ qua thôi. Nấu đậu nành lửa nhỏ cho nó sôi khoảng chừng 10 phút, hớt bọt ra cho nó sạch. Trong lúc nấu sữa đậu nành thì mình sẽ đi ngâm cái gelatin với lại nước. Mình sẽ dùng khoảng 15g gelatin với khoảng 100ml nước, ngâm cho nó nở ra. Đậu nành sau khi nấu chín rồi thì mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ cho sữa vào, cho sữa tươi vào. Rồi sau đó là đường trắng. Đường này thì tùy theo sở thích của các bạn nha. Các bạn có thể cho nhiều hoặc ít tùy theo khẩu vị. Cuối cùng là cho gelatin vào. Lúc này gelatin nó đã nở mềm rồi. Các bạn có thể cho thêm một ít kem tươi hoặc là nước cốt dừa cũng được nha các bạn, cho nó béo hơn. Mình sẽ mở bếp lên lại nha. Mở bếp lên và mở lửa nhỏ thôi, đừng cho nó sôi. Để cho nó nóng, cho nó tan cái gelatin ra thôi. Sau đó là tắt bếp. Bây giờ chỉ cần đổ khuôn nữa là xong rồi. Các bạn có thể dùng bất cứ khuôn nào mà mình có. Mình có thể dùng cái hũ bánh bao lăng nè, hoặc là các bạn cho vào ly để mình ăn luôn. Mình có thể dùng trực tiếp trong ly, trong hũ hoặc là mình lấy ra. Mình sẽ dùng hũ bánh bao lăng và cái khuôn nhôm này để rót ra, để cho nó nguội và cho vào tủ lạnh cho nó đông. Trong lúc chờ cái tàu hũ nó đông lại thì mình sẽ đi luộc trân châu. Cho vào nước sôi nè, khuấy lên cho nó đừng bị dính. Mình sẽ luộc cho trân châu nó chín, sau đó là ngâm vào nước lạnh cho nguội rồi vớt ra. Trân châu mình luộc một lát nó sẽ nở ra mềm dẻo như thế này. Nó nổi lên nhưng mà mình vẫn luộc thêm nha các bạn, chứ nó chưa chín ở bên trong đâu. Sau khi luộc khoảng 10 phút thì nó nở mềm ra nè. Mình sẽ tắt bếp và vớt ra ngâm vào nước lạnh. Ngâm nước lạnh cho nó săn lại, cho nó dai. Nè, nhìn hấp dẫn chưa? Tiếp theo là nấu một ít nước đường. Mình sẽ nấu đường nâu với một ít nước để ngâm trân châu.
Nếu mà các bạn không thích nấu thì mình có thể cho trực tiếp đường nâu vào trân châu luôn và trộn lên. Mình nấu để cho nó có nhiều nước hơn để cái trân châu của mình nó được mềm lâu hơn đó các bạn. Mình không nấu mà trộn trực tiếp đường vào cũng được. Rồi như vậy là xong rồi. Chờ cho tàu hũ nó đông nữa là mình có thể thưởng thức được rồi. Trân châu nhìn rất là long lanh phải không các bạn? Màu rất là đẹp luôn. Đây, tàu hũ của mình đây. Sau khi đông rồi nè. Đông rồi nhưng mà vẫn còn rất là mềm. Để lấy ra khỏi khuôn thì mình ngâm khuôn vào nước ấm. Thì xung quanh cái thành khuôn nó sẽ mềm ra và mình lấy ra được, úp ngược lại để lấy ra. Rất là đơn giản. Rồi thêm trân châu vào và thưởng thức thôi. Cái tàu hũ này còn gọi nó là pudding đậu nành đó các bạn. Mình có thể dùng không mà không kèm trân châu. Nhìn rất là hấp dẫn không các bạn? Càng nhiều gelatin thì cái tàu hũ của mình nó càng cứng. Các bạn có thể điều chỉnh gelatin cho phù hợp với sở thích nha. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Mềm, ngọt, thơm thơm, ăn rất là hấp dẫn, lại mát mát nữa. Đây là một món ăn vặt rất là tuyệt vời không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cái hạt trân châu dẻo dẻo, dai dai nè. Mềm, ngọt, ăn rất là ngon. Lại thơm nữa, thơm thoang thoảng mùi cacao. Rất là thích.